xin được giới thiệu với tất cả các anh bài thuốc bổ thận tráng dương Minh Mạng Thang. Bài thuốc này thì được lưu truyền suốt từ thời vua Minh Mạng tới nay với công dụng rất là tốt cho sức khỏe. Không những giúp bồi bổ cơ thể, Minh Mạng Thang còn đem lại một sức khỏe sinh lý nam giới và đặc biệt là bổ máu, tốt cho xương khớp. Bài thuốc gồm 33 vị thuốc. Với trọng lượng lên đến 1,8 kg, mọi người có thể ngâm từ 10 đến 15 lít rượu. Sau 15 ngày thôi là có thể sử dụng được rồi nhá. Mọi người hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể đem về cho mình một bài thuốc tốt cho sức khỏe.